Em chào mọi người ạ. Em muốn chia sẻ với mọi người về cái lô cây mộc cao 1,5 m ở bên em Yến nhá, đường kính gốc là 2 phân. Cái lô mộc này rất là đẹp, em đang trồng vào chậu. Bên em đang trồng chậu các bác nhá. Các bác có thể lấy chậu, hoặc nếu mà di chuyển xa không muốn chậu nó nặng thì các bác có thể lấy bầu như thế này cho em. Bầu như thế này, các bác có thể thấy là cái cây mộc này nó đang cực kỳ nhiều hoa. Em đứng ở đây mà nó thơm lắm rồi, thơm nước mũi rồi. Nói đến hoa mộc thì chắc là nó quá là thân thuộc với nhiều bác, vì các bác có thể thấy những cái cây mộc này gần như đến những gia đình nào Việt Nam chúng ta cũng đều có những cái cây mộc này ở trong trong hành lang, trong sân hay trong vườn, hay để trước cửa, nói chung là rất là nhiều. Gần như gia đình nào cũng có, em thấy là gần như nhà ai cũng có những cái cây mộc như thế này. Nó có một cái hương thơm cực kỳ ngọt ngào. Nếu không dùng đến cái từ là rất quyến rũ. Nó không quá thơm các bác nhé, nó không quá thơm, nó không sực nức như là mùi hoa sữa. Cái hương thơm của nó rất là dịu dàng, rất là ngọt. Nên là nhiều khách hàng bên em rất là chuộng những cái dòng mộc này. Và trước em đã có chia sẻ với cả nhà về cái dòng video, cái video về cây mộc hàng bonsai ấy, mà gốc to 10-15 phân đấy ạ. Thì thay bằng cái dòng mộc đấy khi mà nó quá đắt đỏ, thì em sẽ giới thiệu với cả nhà về cái dòng mộc loại này. Nó vừa phải tầm tiền, chiều cao thì cao tầm 1,5 m, và cái đường kính gốc của nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, tầm 2 phân 2 phân 1, em gọi là phi 21 đi ạ. Em ở đây gọi là phi 21. Bầu đánh rất là chập chàng cẩn thận. Em nếu mà đặt nguyên cái bầu này ấy, thì nó sẽ không đứng được, nên là sẽ phải sử dụng cái chậu này. Sử dụng cái chậu này để cho vào và đổ sơ dừa, trộn đất vào để cho cây nó định hình, nó đứng được cho nó đẹp. Tuy nhiên là nếu mà khách hàng mà di chuyển đi xa thì bên em sẽ lựa chọn cách là không chuyển bầu, mà chỉ chuyển, tức là không chuyển cả cái bầu to như vậy cho khách, mà chỉ chuyển cái bầu đất không thôi các bác nhá. Nếu chuyển bầu đất không như thế kia thì em sẽ đóng vào sọt, một sọt hay một thùng ấy, em sẽ đóng tầm khoảng 4 đến 5 cây như thế, thì chúng ta khênh nó có thể vừa tay vừa tầm để chúng ta có thể khênh được. Tất cả những cái cây này nó chỉ cao 1,5 m thôi các bác nhá. Nó chỉ cao 1,5 m thôi, và chúng ta trồng những cái chậu này, hoặc là các bác không thích các bác có thể đổi chậu cũng được. Các bác có thể đổi những cái chậu to hơn để sau này khi mà cây nó phát triển ấy, nó lớn hơn thì cái chậu nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Thực ra thì nếu như chúng ta không đổi chậu thì một thời gian sau chúng ta sẽ phải di chuyển cái cây này vào một cái chậu to hơn hợp với lại cái gốc của nó khi nó phát triển. Thì thay bằng như thế các bác trồng luôn một cái chậu to cũng được. Tuy nhiên là bên em thì hiện thời nó như thế này, nên chúng ta bên em sẽ sử dụng những cái chậu nhựa như thế này, nó vừa tiết kiệm được cái chi phí. Thứ hai nữa là nhiều bác cũng chỉ thích những cái chậu vừa tầm ấy, không quá đắt đỏ. Cái chậu này thì nó rẻ thôi, nó chỉ có mấy chục nghìn thôi, 30-40 nghìn thôi các bác, nó không đáng bao nhiêu tiền với cái chậu này. Nhưng mà nó là dòng chậu nhựa nên là nhìn nó không được đẹp, không được bắt mắt. Nhiều anh chị em mua cái cây mộc này vì là cứ thể thích cho cây mộc này đứng lên những cái chậu mà nhìn nó phải bắt mắt, nó phải đẹp mắt cơ. Em vẫn còn những cái lô cây mộc chưa vào chậu các bác nhá. Mà cái việc vào chậu này nó cũng không ảnh hưởng đâu. Cần chúng ta có thể nhấc lên luôn.
cây rất là đẹp luôn cả nhà nhá, cây cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay gần hơn một chút để cả nhà có thể nhìn thấy cái lượng hoa trên cây. Như các bác có thể nhìn thấy đấy ạ, hoa rất là nhiều luôn, cả trên những cái phần ngọn này. Thơm thế, đứng cách xa một đoạn như này mà vẫn thấy hương thơm. À, vào những cái gia đình nào, anh chị nào mà cứ hay có điện thờ ấy, cứ hay có điện thờ là các gia đình ấy, các anh chị cứ hay để mỗi bên cửa vào một cái cây mộc để cho không khí ở đấy nó được, lúc nào nó cũng được có những cái mùi hương thơm thoang thoảng tự nhiên. Hôm nay em đã chia sẻ với cả nhà thêm một cái dòng mộc nữa, đấy là dòng mộc cao 1,5 m cả nhà nhá. Đây là một trong những cái dòng mộc mà nó rất là vừa túi tiền cho tất cả mọi người. Hàng mộc này em bán số lượng nhiều thì nếu mà các bác mua xỉ ấy, thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Còn mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn, em bán xỉ là 50.000 đồng một cây. Ví dụ như cái cây này các bác mua nó sẽ đạt ở ngưỡng là 550.000 đến 600.000 một cây. Với cái cây chiều cao và đường kính gốc trên 2 phân như thế này. Em chưa cụ thể về chiều cao lắm, có những cái cây tầm 1,7 m, có những cây gần 2 m. Nhưng mà em cứ tính là nó chỉ tầm khoảng đều 1,5 m thôi, vì có những cái cây nó đa phần là cây 1,5 m. Nên em sẽ lựa chọn là hình thức là đọc đúng chuẩn về tiêu chuẩn về chiều cao, về thứ hai nữa là phần gốc nó đều nó sẽ làm hai phi 21-24. Cây thì sum xuê, xòe cành tán đẹp. Giá em công khai giá trên cái video ngày hôm nay là giá dao động từ 550 đến 600.000 đồng một cây. Các bác nào mà lấy số lượng nhiều hơn thì em có thể bớt một chút. Hôm nay là video em chia sẻ về dòng cây mộc các bác nhá. Cây mộc hương rất là thơm. Thời lượng của video em chia sẻ hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Xin mỗi bác xem video cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để em có thể cập nhật liên tục những cái dòng cây ở bên em cho tất cả khách hàng của mình. Em chào tất cả mọi người nhé.